ngàn tay đi, 140 ngàn ủng hộ đi, nhiều 30 ngàn đi, ủng hộ giùm nó đi. Một ký đó bao nhiêu tiền chị? Dạ một ký 140 ngàn, cái đây 30 ngàn anh ơi. Một ký bao nhiêu con? Dạ 1 ký 5 con. Chị tên gì? Dạ tên Vân. Bán ở chợ cô bé đúng không? Dạ đúng rồi. Chị là bán ốc rồi? Dạ sản thôi, em bán hải sản thôi. À hải sản thôi, sao dạ. Bữa nay ít vậy? Dạ bữa nay giá quá không có. À ít quá là không có ha. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Sáng giờ chị bán được không? Bán ở nhờ còn yêu vô hố bán hoài. Bán à, chị bán mấy món? Ba món ốc nhiêu rồi, cá tù được cái gì? Chị bán ớ hả? Ớ gì chị bán ớ buồn rồi. Lên từ lên đó thấy chưa? Thấy em hỏi là có người ta mua rồi nè. Rớt lại luôn. Kêu rớt là xô xèo mà xô mày á. Có mấy túi chị hai? Con 3 tí hả chị ơi? Bán 2 là 1 rồi hả? Bán của 30 ngàn là lỗ. Ủa Hiếu đâu vậy? Chợ ông xã đi chợ. Dạ sao anh chạy vô kia? Thì cái đông quá đứng ở đây hút thuốc. Dạ. Quay hút thuốc rồi không có. Dạ. Mày khó hơn. Dạ. Còn có hút thuốc là rồi. Dạ. Dạ này anh khỏe không? Thì đi lính được là khỏe rồi. Dạ. Mỗi ngày như mỗi ngày là khỏe hả? Ở là đi lính hút thuốc xong rồi. Dạ. Rồi hôm mà em quay anh ơi là có khán giả nào điện về rồi hỏi thăm anh không? Chưa là anh đang chưa anh cũng hoạt động nhiều quá là anh không lên cái đường chi coi con mà. Dạ. Đây là anh Hiếu em mà con của anh chị. Thôi em chào anh Hiếu nha. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương lại quay chợ cô bé bình thường đó bà con có anh chị. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 nhằm ngày 29 năm đó bà con có anh chị. Mua trái cây rồi về cúng ông bà đó bà con có anh chị. Cũng rất là đông. Giờ Phương sẽ quay cho bà con có bác anh chị xem cái chợ cô bé sáng nay ha. Giờ bà con có bác đi với Phương ha. Hôm mà Phương con quay ngay chỗ này nè, trái cây rất ít, hôm nay trái cây rất là nhiều nè, bán bông nè. Ồ bữa nay thanh long nhiều quá ha, quá nhiều luôn nè. Ồ thanh long 10.000 một ký. Thanh long 10.000 một ký 10.000 dưa hấu đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Thanh long 10.000 một ký 10.000 dưa hấu đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Thanh long 10.000. Bên dưa hấu cũng 10.000 luôn anh. Đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Thanh long 10.000. Thanh long này thanh long ở đâu anh? Đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. À Bình Thuận. Thanh long 10.000 một ký 10.000 dưa hấu đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Thanh long 10.000 một ký 10.000 dưa hấu đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Bên này bán xoài nè. Thanh long 10.000 một ký 10.000 dưa hấu đỏ ngọt 10.000 một ký 10.000. Bữa nay bán xoài được không? Dạ, bán được. Hôm nay ngày cúng. Đúng rồi. Hồi sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ, hồi sáng giờ bán cũng được 50 rồi. À 50 ký rồi. 50% đi số lượng 100% thì bán được 50%. À vậy cũng được rồi ha, cố gắng lên ha. Em đi chợ đêm mà, em đi hồi 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ chợ đầm đó. À 12 giờ chợ đầm rồi, bữa nào xuống đây tiếp. Dạ. Em bỏ sỉ. À. Em chạy số lượng cho em ít. Sò này là sò cam ranh ha, cam lâm. Em thì cũng hay bán ngay vị trí nè bà con, có bán anh chị. Bên này cũng có nhiều người mua đó, cũng mừng cho em. Đây là cam nè. Phương sẽ đi lần lần vô chợ bà con có bán anh chị. Phương có quay cái con đường thẳng này nè, khán giả hôm khán giả cũng ăn
cái quán bánh căn đó, rồi cũng rất là thích, có ăn rồi thấy ngon đó, mà con có bán chi. Có hai cái quán bánh căn ở đây cũng ngon lắm nè, một tươi lắm. Phương cũng đã quay rồi, giờ Phương không đi lối này ha, Phương sẽ đi vô chợ. Một cái tôm, cái cơm hả? Quay phim đâu mà tiền đâu mà cho. Ồ, mực đây mực tươi ha. Mực đây mực mành hay là mực gì em? À, mực mành. Cái đây bao nhiêu một ký? 1.2. À, 1.2 một ký. Mình 2.2. Còn cái cơm? Cái cơm 100.000. Ừ, cái cơm 100.000. Cơm thì kho ha. Bên này bán trái cây nhiều mà con có bán chị. Dưa hấu, chuối. Không bán nữa à? Bán gần hết rồi, chị di chuyển đi nơi khác. Anh đi đi. Rồi bán hết rồi hả? Bán hết rồi. Mấy ngày mà là con ngày rằm đó, người ta bán trái cây nhiều. Chị bán trái cây bán được. Bán lẻ được mấy hả? Luôn em này thì hay bán hay bán mực này. Đó. Em có hai người ăn à. Có con mực mê thì chị. Bên đây bán bông bông cúng. Biết. Ôi. Phương tới chợ bên trường cổng chính rồi, mà con có bán chị. Bên này thì bán chị cây rất là nhiều nè, bên này là bán cá nè. Lối này lối bán cá ha, Phương sẽ đi lối bán cá. Bên đây hả? Ủa chị bữa nay bà chị bán mực hả? Mới gì đâu mà mực chị bán bao nhiêu một ký? 140 một ký. Dạ em đi quay phim cho khán giả xem thôi. Chị mấy bữa em thấy chị bán cái gì bên à? Dạ bây giờ còn bán không? À vừa bán chè mà vừa bán mực luôn. Mực này là chị bán 140 một ký nè. Ngày nào chị cũng bán hay sao chị? Dạ. Cũng vô chừng ha. Cũng vô chừng hả chị ha. Bên này hàng rau Phương cũng một quay rồi. Biết cái gì
bên này là bán mực khô này. Ở đây bán sứa nữa ha. Đây có bán sứa nữa nè. Bán kè, cho mình xin thôi. À, đưa tiền chưa? Cái này sứa mình về mình làm gỏi ha. À, muốn cá. Diêm. Ở đây mình bán bao nhiêu một ký sứa? Dạ 65 ngàn. Ừ, 65 ngàn. Làm gỏi, bún, ăn với bún cá ha. À, bán cà pháo luôn nữa nè. Ồ, bán cũng nhiều loại ha. Này là bán bông. Rồi chào. Này bán ốc đủ loại ốc nè. Đây là ốc tai ha. Ốc tai nè. Ốc này ngon nè. Như ở đây anh bán bao nhiêu một ký? À, ngại hả? Đây cũng nhiều loại ốc mà bà con có bán chị. Dạ chào chị. Vô bán cá đông nữa mà con có bán thịt kia trường nè. Ô tôm nhảy đang ngồi kìa. Ô rồi, rồi, rồi. Wow. Ô cô tôm sống luôn. Ây da. Cái này bao nhiêu một ký? 170 ngàn. Ôi, đắt lụm lại nha em. Ở đây đông kẹt đường. À, chào em, cái đấy mực nang ha em á. Anh quay thôi, anh đâu có biết chưa biết đâu. À, lỡ rồi quay cho em cái Dũng là cái gì của em? Anh nha.
À, hôm Dũng đã liên lạc với mẹ rồi hả? À, vậy cũng vui ha. Rồi ok. Hôm nhà cô Bảy không biết làm sao mà liên lạc mất liên lạc với em Dũng đó. Thì Phương cũng xuống quay thì cũng nhờ cái chị Việt Kiều ở Nhật. Thì chị cũng biết Dũng ở nơi nào đó, thành ra cũng rất là mau bà con cô bác chị. Một hai ngày là em Dũng liên lạc với gia đình. Đây là em của em Dũng nè, Việt Kiều Nhật. Thôi chào em nha. Em bán ở vị trí nè bà con cô bác chị. Bữa nay gì là em bán đỡ ha. À, cũng gần hết rồi hả em? À, chúc mừng em nha. Ồ, bên này kẹt đường rồi. Em bán mực nói cũng dễ thương mà con có bán chi. Em bán cũng gần hết rồi. Lối này là khó đi, bên đây đang tăng. Chị, ăn được không? Thế hả? Còn đây là bán cá nhiều và con có bán gì? Ờ, đây ốc năm bằng tay nè. Dạ, năm bằng tay. Cái đây bao nhiêu một ký chị? 140. Cái này một ký chắc khoảng 4 con rồi hả chị ha? Ốc năm bằng tay. Quay đâu biết người ta tới ta mua. Rồi chào em gái, bán được không? Bán mực, em bán mực không hả? À, bán mực không à. Dạ, có miết rồi hả? Dạ, kênh Nha Trang Biển Xanh. Dạ. Dạ, chào chị đâu vậy? Dạ không, mà chị ở Quế hay đâu? À, dạ, em đâu quay đâu. Dạ, thằng Tường hả? Dạ, chào chị. Quay mấy thì coi mấy Nha Trang Biển Xanh. Có miết rồi hả? Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, chào chị. Dạ, không quay đâu. Thì Phương đi ra đường gặp khán giả cũng vui lắm mà con cô bác chị. Khán giả mến đó. Gặp cũng gặp mình cũng rất là mừng. Mình cũng cảm ơn khán giả rất là nhiều luôn á. Hôm nhiều Phương quay đây hay quay ẩm thực đó. Như là bánh căn này, bánh xèo này. Hôm có anh Việt Kiều ở Cali về cũng gặp Phương. Anh nói cũng hay coi kênh Phương mà con có bán chị. Bên
này là cá này. Hôm ngày chỗ này nó đông, bữa nay ít rồi nè. Sao con? Giờ này con bán bánh tiêu đỡ không? Hôm lâu Phương mua bánh tiêu của bé này đó. Bé nói là bé nói là hôm nào mua bánh tiêu từ thiện dùm cho bé tội nghiệp. Hôm nào nha, hôm nào chú mua nha. Rồi, chào con. Bên này vẫn bán trái cây nè, mà con có bán chị Phương chưa? Bây giờ Phương sẽ đi vô lòng chợ ha. Dạ. Dạ buôn bán được rồi cô. Tiền đâu con cho? Thấy bán bông bữa nay nhiều mà. Hồi sáng giờ bán được nhiều chưa chị? Dạ. 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 Thấy bán quá trời luôn, bán nhiều lắm. Ở ngoài kia là bán, ở ngoài kia cũng bán bông quá luôn á. Dạ. Dạ. Chị thường thường là ngày mà gần rằm đó là chị hay bán bông ở đây hả? Dạ. Hồi xưa ngày nào cũng bán, giờ bán ngày có bán có 4 tỷ mà cũng không được. Dạ. Bố chết luôn. Dạ. Chị cũng ở Cô Bé ở đâu? Dạ. Chị ở Cô Bé, chị ở đoạn nào? Chị ở chợ cũ á. À, chị tên gì? Tên dạ, lỡ nói rồi nói luôn đi ha chị ha. Chị tên gì ta, chị không quên rồi đó. À, chị tên Sáng. Thôi em chào chị Sáng nha, chúc chị luôn may mắn nha chị. Chị nói là bán cũng ít bà con có bán chị. Giờ Phương thẳng vô chợ này. Sáng nay thì thời tiết âm u, bà con có bán chị. Trời cũng hầm lắm. Bữa nào là trời ui là rất là hầm. Bên này bán bánh canh nè. Rồi, chào. Bằng bún. Chào anh. À, cái gì? Hả? Ủa, mình bán quầy đây, quầy gì? À, quầy bên đây hả? Rồi. Bên này bán cà phê.
trộn gì cả. Dạ. Chào cô. Dạ. Đây đây uống cà phê ngồi nói chuyện cho vui ha cô ha. Cô khỏe không? Khỏe. Dạ. Còn chú sao rồi? Ông cũng khỏe, ông cũng ở nhà phụ mấy con ở trà sữa là bán. Dạ. Cảm ơn chào cô nha. Bên này bán sinh tố nè. Một chai đậu nành rau má thôi chị. Không còn đó. Chào em. Ờ, ly á. Ly rau má không hả? Rồi. Ăn chứ đậu nành được không? Được. Ờ, tới luôn. Một ly. Còn nhiêu để lại. Bây giờ Phương vô chỗ bán tạp hóa bà con có bán chị. Phương cũng đã từng quay chợ cô bé rồi mà chị Phương chưa qua phía bên này. Chào chị. Chào anh. Bán được không? À, mình ở cái sạp mình là bán nhang ha. Nhang đèn dây cúng. Dạo này bán được không? Dạ. Cái sạp này là của mình luôn. Chị em phụ thôi. Dạ. Dạ. Chào chị. Ồ, cái đoạn này đông ghê nha. Để chào cô. Rồi, cái này là loại lớn kia. Bây giờ Phương à. Phương qua đoạn khu vực này thì Phương cũng xin kết thúc video luôn mà con có bán chị. Anh này là khá quen nè. Chào anh, chào anh. Thôi. Dạ. Sao hôm nay khỏe không? Dạ khỏe, khỏe đi hoài không ạ? Anh khỏe không? Khỏe bình thường em. Dạ. Dạ, dạo này thì phụ con bán hàng rau củ ha anh ha. Phụ cháu này nè. Dạ, anh nhắc là anh tên gì cho khán giả biết rồi. Anh Trà, anh Trà. À, anh Trà. Anh Trà ở Trường Đông ha. À, Trường Đông, ở trường. Dạ. Mà hiện tại giờ anh đâu ở Trường Đông đâu. Hình như là anh ở Phước Long ấy. À, Phước Long ha. À, anh lập doanh nghiệp ở Phước Long. Dạ, ngay chùa đúng không anh? À, anh ở cái chùa đúng ha? Đường chùa Long Phước. Dạ. Anh có người anh là tên gì đó anh? À, cũng Trà luôn, Trà anh, Trà em. À, Trà anh, Trà em. Thôi, em chào anh Trà nha. À, cũng là chú em, mình gọi nha. Cái sạp này là sạp của anh đúng không? À. Bên này ha, gia đình mình ha. Chào chị Tuyết. À. Dạ. Chị Tuyết bán chợ cô bé rồi khá là lâu hả chị ha? Bán 10 năm. Chị bán cũng phải là 40 năm không? À, bán 15 tuổi nó tới giờ là 60 tuổi rồi. Dạ. Ồ, 40 mấy năm rồi hả chị ha? 40 năm rồi. Dạ. Vậy là cái chợ của mình đâu còn bao nhiêu người? Chị với là có mấy bè phụ, một bè thì mình nằm chỗ, còn một bè thì chớ. Dạ. Vậy đó. Dạ, cô đó, những cô đó là cô tên gì? Sương. Dạ. Sương 17. Dạ. Rồi mùa xiếc, rồi đó mấy người cụ họ dạ. Xưa với chợ cô biến á. Dạ. Tới giờ. Bán rau me á, kêu bằng bán rau me á. Bán rau thôi. Dạ. Mỗi lần mà đi mua ở nhà mà kêu rau me á, là tới mấy cái sạp mà ngồi chồm hổm dưới đất hả chị ha? Không mà chợ cũ dưới đất. Dạ. Chợ mới ngồi chơi. Dạ. Ảnh khỏe không? Ủa mất rồi hả? Mất bữa nay 8 năm rồi. Dạ 8 năm rồi. Dạ. Tốn 5 7 cây kìa. Dạ. 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 Chị mấy cháu rồi? Hai đứa rồi, chắc hai cháu cũng có gia đình hết rồi chị ha. Dạ, cũng cái nghề của mình cho nó vui. Dạ. 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 Mình làm cho mình mà. Chứ ở nhà cũng buồn lắm chị. Thôi chị làm ha, em chào chị Tuyết ạ. À.
này Phương tới hàng thịt rồi. Tới đây Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con các bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.